tôi chỉ là Lori Houston, một bác sĩ sản nhi tại Vanderbilt Medical Center. Tôi thì sẽ trình bày một chút về tình hình COVID-19 ở trong những bệnh nhân sản nhi. Cũng có rất là nhiều câu hỏi về chuyện mà COVID-19 làm ảnh hưởng tới sức khỏe của như là nguy cơ về mặt sản nhi hay không. COVID-19 thì tất nhiên là gây ra những ảnh hưởng trực tiếp tới cái đường hô hấp. Chúng tôi đã thấy là những bệnh nhân mà có thận thì có nguy cơ cao hơn đối với những người mà đồng nhiễm những bệnh không cứ đã phải SARS-CoV-2. Và đối với những cái bệnh nhân cái mình chỉ mặc có thai rồi với các quốc gia cũng đã có cái chuẩn. Một số những bệnh mà gây ra cái nguy cơ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân COVID-19 đó là huyết áp cao, đái tháo đường, nguy cơ cao nhất dành cho những bệnh nhân COVID-19 mà cũng có thai đó là thì sẽ chẩn đoán là mổ, cũng như là sinh non. Hiện tại chưa có một cái cơ chế chuẩn nào về việc kiểm soát cũng như là đánh giá những bệnh nhân mà không có bầu và những bệnh nhân có bầu. Hiện giờ chúng ta đang vừa làm hiện giờ thì chúng ta cũng chưa có một cái bằng chứng rõ ràng về việc người chủ lây trực tiếp truyền từ mẹ sang con. Nhưng mà cái nguy cơ này giá là thấp. Hiện giờ thì cái đường truyền dẫn có cho những cái tế bào âm đạo cũng như là những cái chất nhờn cũng như là ở trong cái mặt trời cũng chỉ có cái bằng chứng gì về những cái nhiễm khuẩn. Thực tế thì cho thấy là rất nhiều bệnh nhân mà đang có bệnh thì mà mắc COVID-19 và tương tự COVID-19 thì là có cái tình trạng bệnh nhẹ có thể được ở nước ngoài. Đồng nhiễm bệnh khác có những người mà tỷ số cao mặc dù đã uống acetaminophen thì có cơ cao hơn. Đối với NSA thì hiện giờ thì
bằng chứng về việc sử dụng aspirin liều thấp, cũng như là sử dụng theo từng cá nhân endotin và ibuprofen sau khi mà đối với magnesium thì chúng ta cần chú ý cái chuyện là sẽ làm hô hấp của sản phụ cũng như là gây ra biến dụng về đường tiết niệu. Đối với corticosteroid trước sinh thì có thể cân nhắc cho tới thời điểm 33 tuần. Và nếu như đã trên 34 tuần thì nên rất là cân nhắc để thôi. Và đối với những bệnh nhân mà COVID-19 dương tính thì là việc sử dụng steroid trên 34 tuần đang được cấm. Chúng tôi không sử dụng metric oxy trong LND, cũng như là tránh sử dụng oxy trong và cho cái việc làm hồi sức. Nếu như sản phụ có sốt khi mà con thì chúng ta cũng nghĩ đến cái việc mắc COVID-19. Đối với những bệnh nhân mà dương tính COVID-19 thì chúng ta nên kiểm soát cái tình trạng chất lỏng một cách chặt chẽ. Phần lớn là những cái bệnh nhân COVID-19 thì tình trạng nó sẽ đủ nhẹ để có thể được quản lý ra ngoài. Cái hình thức sinh con thì cũng được, nhưng cũng như mình chỉ biết nó cũng không có quá khác thì họ nhận định là mổ hoặc là sinh dưỡng. Và tôi cũng muốn tóm tắt lại cái bài hôm nay bằng cách nói là hiện giờ thì những cái dữ liệu về đối với COVID-19 thì nó cũng chưa có nhiều, không có những bằng chứng rõ ràng. Cái chuyện là nếu như một bầu có cái nguy cơ cao hơn lây nhiễm COVID-19, và tất nhiên là hiện giờ quản lý những bệnh nhân thì đều là quản lý theo mức độ cá nhân, tùy theo cái sự nghiêm trọng của bệnh, những cái yếu tố lâm sàng khác cũng như tuần để được một thai. Hiện giờ lây sau thì nó cũng không có bằng chứng cho thấy là nó cao. Hiện giờ thì đây là những cái nguồn ở trên slide các chị nhìn thấy và có thể tham khảo. Rất là cảm ơn các Laura Houston. Tôi là James Carlucci. Tôi cũng là một bác sĩ nhi khoa về truyền nhiễm. Cho nên là tôi sẽ nói về COVID-19 cũng như là nói trước thì HIV.
Vâng, và trước khi mà đi về các bạn trình bày thì tôi rất là mong sau đó chúng ta có thể thảo luận thêm với nhau, thì rất là nhiều cái thông tin này thì chúng tôi cũng tham khảo từ các nguồn thực tế thôi. Nói một chút về cái chuyện tổn thương tim mà nó nhẹ là từ tình trạng COVID-19. Nói chung, nhưng mà nói thì khi sơ sinh mà có mẹ dương tính COVID-19 thì cũng sẽ được hưởng cái chăm sóc tiền tim khoa thẩm. Tất nhiên là chúng ta sẽ cẩn thận một chút khi mà quản lý cả mẹ con, nhưng mà có những phần protocol chuẩn rồi và chúng cũng cẩn thận khi mà mẹ có những triệu chứng hô hấp, thường là trẻ cũng sẽ được ở cùng mẹ thôi, nhưng mà sẽ được nhận nhiều hỗ trợ hơn và có những cái biện pháp mà chúng có thể giảm thiểu sự nhiễm của trẻ đối với virus, ví dụ ấp, hoặc là những cái tấm tấm ngăn thoát, ví dụ như tập đề khi mẹ đang tiếp cho trẻ bú, hoặc là chăm sóc trẻ khi mà thì phải cẩn thận. Ta sẽ bàn về cái chuyện và tiếp theo là người mẹ cũng như là người mà bóng tự chăm sóc ở trong cái trường ngoài thì luôn sẽ nếu như người mẹ có sức hoặc không thể tự quản lý những cái sự tính rất là khó của mình, có thể cân nhắc để cho mẹ có thể ở hai cái nơi khác nhau. Một cái vấn đề nữa để cho chúng ta sẽ xét nghiệm COVID-19 cho trẻ, xét nghiệm lặp lại sau 24 và 48 giờ. Tại vì là trong cái trường hợp người mẹ bị mắc COVID-19 mà nặng cần chăm sóc riêng, chăm sóc thêm, thì khi đó mẹ có thể tự nhiên được và nằm ở hai nơi khác nhau. Và tôi sẽ bàn thêm về cái vấn đề này trong cái slide tiếp theo nữa. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là cái việc lây nhiễm dọc từ mẹ sang trẻ sơ sinh thì hiện từ nguy cơ nó cũng khá thấp. Hiện giờ thì cũng chưa có bằng chứng gì về là SARS-CoV-2 sẽ lây thông qua sữa mẹ, cho nên là chúng tôi vẫn khuyến nghị là bà mẹ cho trẻ bú, mặc dù là sẽ mang khẩu trang cũng như là có những biện pháp lên an toàn của mặt hô hấp, và tất nhiên là trước khi mà chúng ta nên
rửa cái bầu vú của mình cũng như là sửa tiểu. Nếu như mà mẹ không thể cho trẻ bú trực tiếp thì có thể là sử dụng tự công thức. Người mẹ cũng có thể là bơm sữa và sữa bơm ra và đưa cơ thể, có thể là cũng còn tốt nhưng mà sẽ không tốt. Như là khi mà sử dụng sữa công thức thì nó cũng sẽ đắt tiền hơn. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ nói thêm một chút về những yếu tố như là lâm sàng, trẻ COVID-19 không chỉ sinh mà là những trẻ lớn hơn cũng như là trẻ bị thành niên. Hiện giờ thì không có nhiều cái dữ liệu phần lớn là những dữ liệu đi từ Trung Quốc, nhưng hiện giờ thì số trẻ có nhiễm COVID-19 đang ngày một tăng lên quốc gia khác thì tới. Hiện giờ nhận ở trẻ có khi mình một số những nhẹ về đường hô hấp thì tốt, khó khăn, mệt mỏi, nhưng phần lớn trẻ thì lại không rõ ràng đặc điểm về chấn thương này thì có những cái độ dày của phổi cũng như là những tính mờ kể cả đối với những bệnh nhân không có triệu chứng lẫn có triệu chứng. Và cái chẩn đoán hình ảnh, kết quả chẩn đoán hình ảnh sau thì viêm nhiễm đường hô hấp dưới. Cái tình trạng COVID-19 nặng hơn thì không nhìn thấy ở các trẻ, biệt là trẻ 10 tuổi. Cũng có trẻ sơ sinh mắc bệnh nhưng mà khá là hiếm. Và nếu như trẻ sơ sinh mà có COVID-19 thì thường là sẽ đi từ ngoài mắt. Vâng, cái biểu đồ ở bên tay phải là dữ liệu đến từ CDC của Mỹ, và phần bỏ nhà thì là phần trẻ nhập viện ICU admission là trẻ phải nằm ICU chúng ta có một việc cái fatality là phần tử vong. Xin lỗi, đây không phải là biểu đồ của nhóm trẻ mà ở nhóm tuổi khác nhau, không đến 19 tuổi thì cái số ICU, nhập ICU cũng như là số tử vong lại không có. Vâng, cái chuyện điều trị trẻ mắc COVID-19 thì hiện giờ chưa có những cái hướng dẫn với những cái bằng chứng nó đủ mạnh về cái việc điều trị này. Hiện giờ thì là chỉ có chăm sóc hỗ trợ thôi, và đối với những trẻ mà rất là bệnh hoặc là có những cái vấn đề khác về hệ miễn dịch
thì chúng ta có thể dùng antiviral và cân nhắc theo từng trường hợp. Hiện giờ thì phần lớn những cái thuốc nói ở đây sẽ có một chấm phẩm như là remdesivir. Các anh chị có đang cân nhắc về lựa chọn này? Thì tốt nhất là nên có thảo luận với các bác sĩ chuyển nhiễm. Một số những cái cân nhắc khác cho nhóm trẻ có mắc COVID-19 và là nhóm trẻ có hệ miễn dịch để có những cái nguy cơ trên lý thuyết nhưng mà với COVID-19 so với dân số thường. Và tất nhiên là khi mà trẻ mắc COVID-19 mà dạng nặng thì chúng ta cũng cần cân nhắc những cái yếu tố khác để miễn dịch. Hiện giờ cái chuyện là trẻ và trường học nó là một cái ổ bệnh có nguy cơ cao thì chúng ta cũng chưa có những cái bằng chứng chính xác. Tuy vậy chúng ta mặc dù chúng ta biết thì trẻ thì có nguy cơ thấp đối với COVID-19 trong những cái hoàn cảnh được trẻ cũng có thể là một nguồn lây cho cái dân số nên tính là dễ lây nhiễm hơn và có nguy cơ cao hơn. Cái việc mà đóng cơ trường thật nhất trong phân hiện giờ thì chúng ta đã phát hiện ra những cái virus sars cov hai ở trong phân, nhưng hiện giờ thì nó chưa có dữ liệu cho thấy rằng là nó có thể lây qua cái con đường này, cũng như là virus có thể nhân lên ở trong cái môi trường phân. Mặc dù vậy hay vì đã vẫn phải sức tay thật là cẩn thận. Cũng có những cái đồng lây nhiễm với những con đường khác của hô hấp. Cho nên là vì tiêm chủng thì nên thực hiện cái thường xuyên. Những cái hậu quả không trực tiếp thì là nghèo đói, mất cái an ninh lương thực, giỏi cơ hội giáo dục cho trẻ cũng như là những điều kiện y tế khác.
Và riêng cái phần cuối này thì có thể tính nó là một cái bài trình bày rất đặc biệt, không những là cho bác sĩ mà đặc biệt hơn nữa là cho những cái nhà lập chính sách. Và tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của các anh chị về cái vấn đề này. Sau đây. Cho nên là để có tắt thì đối với trẻ sơ sinh cũng như là cái việc cho trẻ thì ta vẫn được phải hướng dẫn ý chuẩn tất nhiên là chúng ta cũng khó tập hơn phần lớn những trẻ mắc COVID-19 thì có triệu chứng nhẹ thôi và chúng ta có thể chăm sóc hỗ trợ để tính. Đây là một số cái nguồn tham khảo cho các chị và cái bài trình bày này chúng tôi để chia sẻ sau. Và hiện giờ thì cái phần 2 này chúng tôi sẽ trình bày về COVID-19 và HIV. Hiện giờ thì chúng ta còn nhiều điều mà chúng ta không biết, chưa biết. Chúng ta chưa biết có những cái nghiên cứu hồi cứu dữ liệu từ Trung Quốc và Mỹ thì cho thấy là HIV không yếu tố nguy cơ và COVID-19 đặc biệt là tỷ lệ tử vong cũng như là biến chứng khi mà mắc COVID-19. Tất nhiên là những cái dữ liệu từ những nước thu nhập trung cấp và nơi mà có cái tỷ lệ mắc HIV cao hơn thì cũng sẽ cho thấy cái dữ liệu cũng đầy đủ hơn. Vâng, và một số những cái nghiên cứu tìm kiếm hiện giờ đôi khi là không bao gồm những bệnh nhân dương tính HIV và có một số quan ngại ARV gây ra những cái kết quả nó ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu lâm sàng. Rất là nhiều bệnh nhân có HIV thì cũng có những cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là hút thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh về tim mạch. Vậy thì cái việc mà quản lý bệnh nhân HIV dương tính trong cái hoàn cảnh COVID-19 nó sẽ là như thế nào? Hiện giờ thì chúng ta đã nhìn thấy cho thấy là telemedicine tức là từ xa cũng như là có bệnh nhân nhận thuốc qua đường bưu điện giao thuốc RT thì nó phổ biến hơn. Tất nhiên là những cái điều này nó không phải là có thể làm được ở bất kỳ môi trường nào, đối với đặc biệt là đối với những quốc gia mà thu nhập thấp hoặc là trung bình thấp, không có nhiều cái điều cơ sở nghệ cũng như là dây số thực tế động tác.
một số những cái khác, nhưng mà nếu như chúng ta cân nhắc những cái điều kiện kinh tế của chúng ta, đấy là chúng ta có thể giảm bớt cho bệnh nhân nhiều tháng, cái điều nhiều tháng trong vòng một lần, và có những cái lý ở mặt cộng đồng nhóm để cho những cái nhóm cộng đồng bệnh nhân có thể tìm đến và tìm được cái hỗ trợ cần thiết để có thể tự điều trị. Một số những cái bệnh nhân mà có cái kết quả mát, kết quả xét nghiệm là tốt cũng như là tự điều trị tốt thì có thể trì hoãn, nghĩa là việc một cách thường xuyên cũng như là xét nghiệm về các virus thường xuyên hơn. Cái lúc này ngoài cái việc là phúc lợi thiên nhiên giảm thiểu bệnh nhân là nhiều không biết vì thế mà làm giảm thì cần có việc nữa, cho nên là để cho các phòng khám thì hoàn toàn tập trung vào xét nghiệm COVID-19. Vậy thì có những cái khuyến nghị nào để việc thay đổi theo luật kia là không? Bây giờ thì cũng không có những cái bằng chứng chính xác để biết được antiretroviral cho bệnh nhân COVID-19 và họ đã điều trị. Sử dụng lopinavir cũng như là ritonavir hay còn gọi là Obstetrics, một số bằng chứng cho thấy lopinavir, ritonavir với những cái loại coronavirus khác tương đối với SARS-CoV-2 nhiều dữ liệu cho một cái nghiên cứu lâm sàng và đăng được cái New England Journal of Medicine như anh chị có thể thấy trong hai cái biểu đồ dưới đây. Remdesivir thì cũng là một loại thuốc mà đang được cân nhắc. Tuy vậy thì chưa có những bằng chứng cho thấy là nó có thể được sử dụng ở một cách chính xác. Nhưng mà đối với bằng chứng của Remdesivir không nhiều, chúng ta chỉ có ở mức độ như là chân off here như là tất nhiên là một số những cái đủ review những cái đi kèm có thể là khó quản lý nước hoặc nguồn lực thấp nếu như không có bằng cụ thể về MRP rồi MRP thì nên bệnh nhân đang được hiện tại thay đổi. Vậy thì cái tác hồi của COVID-19 cho bệnh nhân dương tính như thế không? Cái câu trả lời ngắn gọn không. Bệnh nhân mắc COVID không hiện cái tác hồi của chị không chuyển hóa và nó cũng một thứ rất là hạn chế. Có rất nhiều nghiên cứu thực hiện chưa biết rõ ràng. Hiện giờ thì cũng chưa có những cái
kết quả nghiên cứu cho thấy là bệnh nhân HIV hoặc là kết quả COVID-19 khác với những dân khác. Vậy thì chúng ta, tất nhiên là chúng ta cũng nên cân nhắc về việc xét nghiệm COVID-19 sớm cho những bệnh nhân HIV, tại vì đây là những bệnh nhân mà có cái hệ miễn dịch yếu hơn những người khác. Vậy thì những bác sĩ mà không có cái kinh nghiệm điều trị HIV nên làm gì khi mà cần điều trị bệnh nhân COVID-19 mà có dương tính HIV? Thì đây là một cái sản có khá là nhiều thông tin, nhưng mà tóm tắt lại thì như sau. Nếu như bệnh nhân đang có đáp ứng tốt cái phác đồ điều trị ARV của họ thì chúng ta cũng nên COVID-19 không khác gì so với những cái bệnh nhân khác. Một cái điểm quan trọng đấy là nên đảm bảo cái sự liên tiếp điều trị ARV cho bệnh nhân trong cái chuyện phân luồng khi mà đưa bệnh nhân lên đảm bảo có cái thuốc ARV đầy đủ. Và ở nơi mà cái nguồn lực cho COVID-19 hết sức là hạn chế thì cái việc là phân phát cái nguồn lực này không nên được vào tình trạng dương tính HIV của bệnh nhân. Để tóm tắt lại thì hiện giờ thì chúng ta cũng đang chú trọng đấy là những bệnh nhân mà có mắc HIV thì có cái nguy cơ cao hơn của COVID-19. Và những cái chiến lược thì nên tiếp là tránh lây nhiễm hay là không nên dựa về COVID-19 vào cái tình HIV. Và hiện giờ thì chúng ta đã có những cái bước tiến rất là lớn trong cái điều trị ARV rồi, và chúng ta sẽ không nên để COVID-19 làm ảnh hưởng này. Vâng, và bác sĩ Sileshi hiện giờ thì một bác sĩ ngoại khoa cũng như là bác sĩ gây mê ở Vanderbilt Medical Center, và bác sĩ chia sẻ được hành kiến viên câu hỏi của người. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ về hai cái bài trình bày là bổ ích vừa rồi, và cũng học được rất là nhiều từ hai cái bài trình bày này.
Vâng, và hiện giờ chúng ta đã có những cái bằng chứng gì cho thấy là cái chuyện là u phổi nó diễn ra nhiều hơn ở những bạn có thai hay là không ạ? Hiện giờ thì chúng ta có một số những người ủng hộ cho cái chuyện sử dụng prophylaxis nếu như bệnh nhân cần thiết. Tất nhiên là cái việc sử dụng heparin hay là không sử dụng heparin thì cần được quản lý dựa trên tình trạng của bệnh nhân. Đối với câu hỏi thứ hai thì tôi cũng có một số những cái dữ liệu cho thấy là ở một số những cái bệnh viện ở Mỹ thì các bác sĩ cố gắng phân biệt giữa tiền sản giật và COVID-19. Nào để quản lý cái chuyện này một cách chính xác cũng như là cẩn thận nhất. À, tôi thì đồng ý với bác sĩ Laura Houston. Một số những cái chỉ số của phòng lab như là một số ở trong các bạn thì ta thấy là COVID-19 có một số những tương đồng đối với chứng của tiền sản giật. Cho nên ta cũng sẽ hết sức là cần. Đối với những bệnh nhân mà COVID-19 dương tính thì điều trị ngoại viện ta không ạ? Hiện thời đối với những bệnh nhân ở Mỹ, bệnh nhân ở Việt đã giảm hết sức những còn cuộc thăm khám sản routine là bình thường để giảm cái sự phơi nhiễm cho bà mẹ. Đặc biệt là trung tâm Vanderbilt thì chúng tôi đang làm cái việc này và cũng có bàn luận với bệnh nhân xem là bệnh nhân nên đến thăm khám thường xuyên đến mức nào. Vâng, đối với từng bệnh nhân thì nó lại khác nhau, tại vì người mẹ nào khi mà thai thì cũng muốn là bảo vệ được con của mình, đúng không? Và chúng ta phải giải thích rất là kỹ càng. Còn hiện giờ thì về trên quốc tế nữa thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên cho thấy là không có nhiều dữ liệu về về sản nhi và COVID-19 một chút nào, cho nên là cũng chưa thể về câu trả lời các vấn đề. Cái nhóm bà mẹ có thai thì lại có nguy cơ cao hơn đối với cúm nói chung chứ không phải là COVID-19. Chúng tôi chưa biết được điều đang hiểu được một cách khá là người hộp ạ.
với những cái biểu hiện lâm sàng của cái bệnh là khó các bác sĩ phải có thể đoán được xem là cái bệnh nhân nào có vâng, đối với những bệnh bình thường thì cũng đã có rất là nhiều dữ liệu chúng ta đều đã biết rồi, đấy là cúm bình thường cũng có những ảnh hưởng đến cái nhầm ở hai đầu thì dẫn đến con và người già rất là lớn, nhưng mà cái SARS-CoV-2 này thì chúng ta lại không thấy như thế, cho nên thực sự đây là bệnh khác mà chúng ta cũng đang theo dõi nhiều hơn. Các bác sĩ còn nói thì có thể là mẫu xét nghiệm tầm xét nghiệm là sinh từ 24/7/72 giờ sau sinh được không ạ? Kết quả xét nghiệm lại này cho thấy như thế nào ạ? Có trẻ ngoài mà tính không cao như thân tính, bác sĩ có trả lời là phần lớn âm tính không tất nhiên được lắm đã có phần lớn không. Hiện giờ thì là xét nghiệm lại cơ thể từ 24/7/72 giờ có phải là một cái hiện sự sinh bằng chứng không thì tôi cũng nói là không, đây là một cái can thiệp và chúng tôi nhưng mà hiện giờ thì cái việc xét nghiệm này cũng chưa có ảnh hưởng gì về cái bệnh nhân về sau ạ. Ở cơ sở của tôi nếu như những trẻ mà cần khám phép thì chúng ta sẽ nhắc việc sử dụng đèo beta để mà thăm khám cho trẻ, cho mẹ chăm sóc và trẻ không cần phải đến bệnh viện để vô nhiễm không cần thiết. Hiện giờ thì chúng ta có nên cho trẻ đeo khẩu trang không ạ? Và cho trẻ đeo khẩu trang thì là đến tuổi nào thì là an toàn cho trẻ? Vâng, hiện giờ thì tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm thôi, tôi phải là sản phẩm trên bằng cũng như là đủ cái dữ liệu mong muốn. Hiện giờ thì chúng tôi cũng rất là tùy thuộc vào cái lứa tuổi của trẻ, nhưng mà trẻ nào lớn tuổi và cái thứ gọi là với cái chuyện là không sửa mặt không giặt nó ra thì đâu chẳng
về đó. Tất nhiên là cái việc bằng chứng là đeo khẩu trang ở nơi công cộng nó tới đâu và đặc biệt trong vấn đề mà không có triệu chứng thì nó có hiệu quả được không? Chưa có. Và một cái hướng dẫn từ CDC thì là không không đeo khẩu trang cho trẻ. Vâng, bác sĩ Sizemore có cái ý kiến cuối cùng gì không ạ? Vâng, rất là cảm ơn các bác sĩ đồng nghiệp. Bác sĩ Laura Houston, bác sĩ Carlucci. Vâng, bác sĩ đều là những chuyên gia của chúng tôi. Và tất cả những người ở trong cái buổi ngày hôm nay thì được cái mục đích là bảo vệ bà mẹ và trẻ em, và rất là mong là cái công ty này thì có. Rất cảm ơn các chị. Và nó cũng tương tự là cái sự vui. Và rất là cảm ơn các chị. Tôi rất là biết ơn được có mặt ở cái buổi hôm nay đối với cả hai nhóm trẻ em và nhóm Gen HDV. Thì đều có việc với cô khác nhau về COVID. Nên là nên chú ý về những cái bằng chứng như giờ chúng ta nhưng mà cũng được từng cái chân. Và trong từng hoàn cảnh quốc gia khác nhau thì áp dụng những khác nhau. Vâng, cho nên là trực tượng rất là mong muốn thêm nhiều thông tin hơn trong thời gian tới để bảo vệ em liên quan đến COVID-19. Và nếu như có thêm những câu hỏi thì chúng ta có thể bàn luận sau trong những cái nhóm của chúng ta. Hai cái bài sinh kế và vô cùng là tích rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã và Claire thì sẽ giới thiệu chúng ta một chút về cái nhóm WhatsApp anh chị có thể chia sẻ này.
hướng tới một nhóm khác hay chỉ có thể do họ chưa suy kiệt thôi. Và cũng có một cái khảo sát rất là nhỏ. Rất là cảm ơn quỹ